nhầm xe thì chỉ lỡ một đoạn đường. Còn nếu yêu nhầm người, có khi khổ cả đời. Mang sai giày thì chân đau, yêu sai người thì lòng đau. Bất luận bạn lo lắng hy sinh thế nào, cũng có khi gặp phải người hờ hững vô tình. Bạn khắt khe khó chịu đến đâu, rồi cũng sẽ gặp người tình nguyện đáp ứng. Đây gọi là nhân duyên. Người nhớ bạn sẽ chủ động tìm gặp. Bằng đã không, tốt nhất hãy quên đi. Kẻ yêu bạn sẽ quan tâm vui buồn, còn như không thì đừng chờ đợi nữa. Đừng bao giờ dùng tấm lòng một mạc chân tình đổi lấy sự vô tình vô nghĩa. Cũng không nên lấy sự trung trinh tiết liệt đổi lại những hờ hững chán chường. Tình cảm vốn không sai, do đặt nhầm chỗ nên mới có đau thương. Chân thành không phải tội, vì trao nhầm nơi nên mới thành thương tích. Lên nhầm xe thì có thêm kinh nghiệm, phải nhanh nhanh chuyển đổi. Yêu nhầm người thì có thêm khổ đau, phải dứt khoát quay đầu.